Theo báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 tới đây của Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 15.177 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 865 vụ việc vi phạm, 1.374 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường trên 972 tỷ đồng. Đặc biệt, trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp, ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác với 111.430 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, chú trọng xử nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Đáng ghi nhận, theo các cơ quan của Quốc hội, là công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 386.000 tỷ đồng, kê biên 249 bất động sản và hơn 56 triệu cổ phần, cổ phiếu. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng đề nghị chính phủ làm rõ thêm kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, các bộ, ngành, địa phương có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.